Chào các bác nhá, là em Thành Auto. Thì hiện tại ngay trước màn hình của các bác đây là chiếc VinFast VF5 đang được sạc tại trụ sạc 60kW. Thì hiện tại thì các bác có thể thấy là khi mà chúng ta sạc tại cái trụ sạc 60kW này thì chiếc VinFast VF5 vào tối đa được 49,55kW đây các bác nhá. 49,59 này. Đấy. Gọi là 50kW. Tốc độ vào là 50kW. Mà chiếc VinFast VF5 này công suất của pin đang là 37kW. Thì hiện tại chiếc VinFast VF5 này chúng ta sẽ chỉ mất khoảng tầm 40-45 phút. Thì chiếc VinFast VF5 bản Plus này chúng ta sạc sẽ mất chỉ tầm 40-45 phút thôi là chúng ta đã được đầy pin rồi, đúng không các bác? Thế thì dù cho chúng ta có đem chiếc VinFast VF5 này đi sạc ở tại những cái trụ 150kW hay là những cái trụ 250kW, thậm chí là 350kW sạc siêu nhanh bây giờ, thì chiếc VinFast VF5 cũng chỉ vào tối đa được có 49,76, gọi là 50kW các bác nhá. Gọi là vào tốc độ vào tối đa của nó chỉ được 50kW thôi. Nên là dù các bác có đi sạc ở trụ có cao đến đâu đi chăng nữa thì chiếc VinFast VF5 này cũng chỉ vào tối đa được 50kW. Vì vậy nên chúng ta không cần phải bon chen vào những cái trụ cao áp làm gì, mà cứ vào những cái trụ tầm 60kW này là chúng ta đã thoải mái để chúng ta sạc xe rồi, đúng không các bác? Đây, và bên trong xe đây cụ thể thì chúng ta sẽ có thể thấy là thời gian chờ đây nó khoảng tầm 1 giờ 21 phút đây, nhưng mà lên rất là nhanh thôi, từ 16% mà bây giờ lên được 21% rồi. Đấy, ngồi có một tí thôi mà chúng ta chờ đã lên được rất là nhanh rồi. Nên các bác hoàn toàn yên tâm khi mà chúng ta lôi chiếc VinFast VF5 này đi sạc tại trụ thì sẽ rất là nhanh. Đấy. Hiện tại thì đang ngồi chờ để chở khách đi để lái thử, nên là em Thành Ô Tô sẽ tiện tay làm cái clip để cho các bác xem qua về cái tốc độ sạc của chiếc VinFast VF5 này nhá. Nên là cả dù thế nào đi chăng nữa thì cái tốc độ sạc nó chỉ vào được 50kW. Nên các bác cứ bình tĩnh mà chúng ta đi đến những cái trụ mà nó thương người thôi, cần gì phải tranh nhau đi vào những cái trụ 350kW làm gì đâu, đúng không các bác? Thế nên là mua VF5 thì thời gian chờ sạc bây giờ cũng đã rất là thấp rồi, nên là các bác yên tâm và ngồi uống cốc cà phê thì chúng ta đã có một chiếc xe đầy pin để di chuyển cho cả gia đình trong cái thời gian sắp tới. Đây, lại gần thêm một lần nữa đấy, đã lên được 23% rồi đây. Đấy, clip thì mới được có chưa đến 2 phút đúng không ạ, lên tốc độ sạc lên rất là nhanh, đúng không ạ? Đấy, thế thì các bác nào có nhu cầu quan tâm đến những chiếc xe điện của VinFast thì đừng quên liên hệ ngay với em Thành Ô Tô theo cái số hotline là 0961 395 131, hoặc số Zalo là 0979 188 958 để được hỗ trợ tư vấn. Còn bây giờ thì có lẽ em Thành Ô Tô xin phép chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.